HD Bank là một trong số những ngân hàng tiên phong trong việc triển khai các gói vay vốn đa dạng nhằm hỗ trợ cho khách hàng rất nhiều dịch vụ tài chính với thủ tục thì nhanh gọn cùng với mức lãi suất vô cùng ưu đãi. Vậy để vay vốn ngân hàng HD Bank thì các bạn cần những quy trình, thủ tục như thế nào? Mức lãi suất ra sao? Thì hãy cùng Blog Khởi nghiệp tìm hiểu rõ hơn về quy trình, thủ tục, lãi suất vay vốn tại ngân hàng HD Bank trong video dưới đây nhé! Và xem xong video này, các bạn sẽ biết được những thông tin như sau. Ngân hàng HD Bank là ngân hàng gì? Tại sao nên vay vốn tại ngân hàng HD Bank? Vay tín chấp tại ngân hàng HD Bank? Vay thế chấp tại ngân hàng HD Bank? Lãi suất vay vốn tại ngân hàng HD Bank mới nhất năm 2023. Những lưu ý khi vay vốn tại ngân hàng HD Bank. Giới thiệu chung về ngân hàng HD Bank. HD Bank có tên đầy đủ là Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh, được thành lập vào ngày 4 tháng 1 năm 1990. Và đây là một trong những ngân hàng thương mại cổ phần đầu tiên của cả nước và hiện đang là ngân hàng thuộc nhóm dẫn đầu của Việt Nam. HD Bank có tiềm lực tài chính mạnh mẽ. Tính đến hết năm 2018, số vốn điều lệ của ngân hàng này là 9.810 tỷ đồng và tổng tài sản lên đến trên 215.000 tỷ đồng. HD Bank có đội ngũ cán bộ, chuyên viên có năng lực với tinh thần trách nhiệm cao. Ngân hàng hiện đang cung cấp đa dạng với rất nhiều dịch vụ tài chính khác nhau cùng với công nghệ hiện đại. HD Bank đã có mạng lưới với gần 300 điểm giao dịch tại rất nhiều quận, huyện trên khắp các tỉnh thành của cả nước. Chính vì vậy mà HD Bank luôn tự hào khi cung cấp dịch vụ và đáp ứng được nhu cầu về tài chính cho hơn 7 triệu khách hàng. Tại sao nên vay vốn tại ngân hàng HD Bank? Không phải hiển nhiên mà các sản phẩm vay vốn tại HD Bank lại nhận được nhiều khách hàng tin tưởng lựa chọn đến như vậy. Bởi vì ngoài những tính năng mà sản phẩm mang lại, thì khách hàng còn nhận được rất nhiều lợi ích khác khi sử dụng sản phẩm như sau. Có đa dạng các gói vay và dịch vụ tài chính, cho nên khách hàng có thể thoải mái lựa chọn cho phù hợp với nhu cầu của mình. Đối với mỗi gói vay, thì khách hàng sẽ nhận được hạn mức vay lớn cùng với thời hạn vay linh hoạt kéo dài, giúp giảm áp lực tài chính cho khách hàng khi sử dụng sản phẩm. Mức lãi suất mà ngân hàng HD Bank áp dụng luôn ở mức cạnh tranh cùng với rất nhiều chương trình khuyến mãi, ưu đãi, hỗ trợ lãi suất cho các khách hàng của HD Bank. Điều kiện, thủ tục và hồ sơ vay vốn thì vô cùng đơn giản cùng với quá trình xét duyệt và giải ngân được diễn ra nhanh chóng, giúp khách hàng kịp thời giải quyết vấn đề tài chính của mình. Khách hàng được thoải mái lựa chọn phương thức thanh toán mà ngân hàng cung cấp để thuận tiện cho quá trình chi trả khoản vay khi đến hạn được kịp thời. Khách hàng sẽ không phải tốn bất kỳ một khoản chi phí nào trong quá trình xét duyệt hồ sơ vay vốn. Vay tín chấp tại ngân hàng HD Bank. Vay tín chấp HD Bank là hình thức vay vốn không cần tài sản thế chấp mà dựa hoàn toàn vào danh dự, năng lực, khả năng chi trả của khách hàng. Vay tín chấp giúp khách hàng đáp ứng được các nhu cầu về tài chính, với thời hạn vay thì khá dài. Quá trình xét duyệt hồ sơ cũng diễn ra một cách nhanh chóng. Lợi ích khi vay tín chấp tại ngân hàng HD Bank. Sản phẩm vay tín chấp tại ngân hàng HD Bank được nhiều người lựa chọn cũng bởi những lợi ích như sau. Khách hàng vay tín chấp ngân hàng HD Bank không cần thế chấp tài sản, không cần người thứ ba bảo lãnh. Thủ tục vay thì đơn giản, nhanh gọn nhằm đáp ứng được nhu cầu tài chính và tiêu dùng cá nhân. Hạn mức vay vốn thì cao gấp 12 tháng lương lên đến 500 triệu đồng, phương thức trả nợ thì linh hoạt tùy vào khả năng tài chính của khách hàng. Thời gian giải ngân nhanh chóng sau khi được phê duyệt chỉ trong 48 giờ, thời hạn vay lên đến 60 tháng. Lãi suất cạnh tranh, cố định mức tiền gốc và tiền lãi hàng tháng giúp khách hàng quản lý được dễ dàng. Điều kiện vay tín chấp tại ngân hàng HD Bank. Để được ngân hàng phê duyệt khoản vay tín chấp HD Bank, khách hàng cần phải đáp ứng đầy đủ những điều kiện cần thiết như sau. Khách hàng là công dân Việt Nam, hiện đang sinh sống và làm việc tại khu vực có chi nhánh của HD Bank. Khách hàng nằm trong độ tuổi từ 20 cho đến 55 tuổi đối với nữ giới, 20 đến 60 tuổi đối với nam giới. Khách hàng có thu nhập hàng tháng ổn định từ 3 triệu đồng trở lên. Khách hàng đủ khả năng chịu trách nhiệm hình vi, không có tiền án tiền sự, không bị truy tố hình sự. Tại thời điểm vay vốn, khách hàng không có nợ xấu tại bất kỳ công ty tài chính hay là ngân hàng nào. Chứng minh được nhu cầu vay vốn có mục đích chính đáng, xác thực nhu cầu vay với ngân hàng. Thủ tục hồ sơ vay tín chấp tại ngân hàng HD Bank. Tùy vào gói sản phẩm mà khách hàng sẽ yêu cầu hồ sơ khác nhau, với gói vay tín chấp theo lương HD Bank
ngân hàng chuẩn bị thủ tục, giấy tờ thiết yếu bao gồm đơn đề nghị vay tín chấp theo mẫu có sẵn của ngân hàng HD Bank cung cấp, chứng minh nhân dân hoặc là thẻ căn cước hoặc là hộ chiếu, hộ khẩu thường trú hoặc là KT3, hợp đồng lao động, xác nhận công tác, chức vụ công tác, thời gian công tác, xác nhận lương hàng tháng, bản sao kê lương qua tài khoản ngân hàng 3 tháng gần đây nhất, hóa đơn điện, nước hoặc là điện thoại của tháng sử dụng gần nhất, hồ sơ chứng minh tính xác thực của mục đích vay vốn. Quy trình vay tín chấp tại ngân hàng HD Bank. Để có thể vay tín chấp tại ngân hàng HD Bank, khách hàng cần trực tiếp đến các chi nhánh hoặc là phòng giao dịch của HD Bank trên địa bàn sinh sống và làm việc để thực hiện theo các bước như sau. Bước 1. Nhân viên tư vấn sẽ hướng dẫn chuẩn bị hồ sơ vay tín chấp HD Bank. Bước 2. Khách hàng cần điền đầy đủ thông tin và đơn yêu cầu vay vốn do ngân hàng HD Bank cung cấp. Bước 3. Khách hàng gửi lại đơn xin vay vốn tiêu dùng và hồ sơ theo yêu cầu của ngân hàng. Bước 4. Nhân viên của ngân hàng xác thực thông tin và bắt đầu thẩm định thông tin cũng như khoản vay theo nhu cầu. Bước 5. Nhân viên ngân hàng thông báo lại kết quả vay vốn cho khách hàng, quá trình tiến hành giải ngân cho khách hàng trong vòng 48 tiếng. Vay thế chấp tại ngân hàng HD Bank. Trái ngược hoàn toàn với hình thức vay vốn tín chấp thì vay thế chấp của HD Bank yêu cầu khách hàng cần phải có tài sản đảm bảo với ngân hàng. HD Bank chấp nhận nhiều loại tài sản đảm bảo ở nhiều loại hình vay khác nhau, như là nhà, đất, cổ phiếu. Lợi ích khi vay thế chấp tại ngân hàng HD Bank. Khi sử dụng dịch vụ vay thế chấp tại ngân hàng HD Bank, các bạn không chỉ được trải nghiệm dịch vụ hiện đại, sự phục vụ của đội ngũ cán bộ nhân viên chuyên nghiệp mà còn được hưởng những quyền lợi như sau. Đáp ứng được nhanh chóng nhu cầu sử dụng vốn, bất kể mục đích của bạn là gì, chỉ cần các bạn chứng minh được nhu cầu của bạn là chính đáng. Các bạn không cần phải răm rắp, tuân thủ các nguyên tắc như khi nào phải trả nợ, khi nào có thể đáo hạn. Mỗi một đối tượng khác nhau sẽ được tư vấn và đưa ra một kế hoạch vay vốn sao cho phù hợp với thu nhập và nguồn tài chính của các bạn nhất. Không phải lo lắng về lãi suất cao hay là thấp, HD Bank đảm bảo sẽ đưa ra cho các bạn một mức lãi suất công bằng nhất các bạn nhé. Không lo hồ sơ, thủ tục vì đã có đội ngũ nhân viên hỗ trợ giúp các bạn tận tâm, tận lực. Hạn mức và phương thức vay, trả phụ thuộc vào chính bản thân các bạn. Điều kiện vay thế chấp tại ngân hàng HD Bank. Để có thể vay thế chấp tại ngân hàng HD Bank, khách hàng cần phải đáp ứng được một vài điều kiện như sau. Khách hàng là công dân Việt Nam từ 18 tuổi trở lên, có khả năng chịu trách nhiệm với hành vi và khoản nợ của mình. Không có nợ xấu tại thời điểm vay. Có giấy tờ chứng minh tùy thân như là căn cước công dân hoặc là chứng minh nhân dân, hộ khẩu. Có nhu cầu sử dụng vốn một cách chính đáng, có thể chứng minh nhu cầu với phía của ngân hàng. Có tài sản bảo đảm hợp pháp. Thủ tục hồ sơ vay thế chấp tại ngân hàng HD Bank. Tùy theo từng gói vay mà thủ tục và hồ sơ sẽ khác nhau. Tuy nhiên, những hồ sơ cơ bản này thì các bạn cần phải chuẩn bị hồ sơ trước khi đến ngân hàng thực hiện thủ tục vay vốn. Bao gồm giấy đề nghị vay vốn theo mẫu của ngân hàng HD Bank, giấy tờ chứng minh quyền sở hữu tài sản đảm bảo, giấy tờ chứng minh thu nhập, khả năng trả nợ của người đứng tên trên hợp đồng vay vốn, chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân, hộ khẩu, giấy khai báo tạm trú tạm vắng, hồ sơ chứng minh mục đích vay vốn đã qua sự thảo luận đối với ngân hàng. Quy trình vay vốn thế chấp tại ngân hàng HD Bank. Dưới đây là quy trình tín dụng của HD Bank diễn ra như sau. Bước 1. Chuẩn bị giấy đề nghị vay vốn và thu nhập thông tin của khách hàng. Bước 2. Kiểm tra mục đích vay vốn của khách hàng. Điều tra, thu thập và tổng hợp thông tin về khách hàng vay vốn và phương án kinh doanh. Bước 3. Kiểm tra, xác minh thông tin của khách hàng. Bước 4. Phân tích ngành để cho thấy khả năng tài chính của khách hàng cũng như khả năng sinh lời của phương án kinh doanh. Bước 5. Phân tích một cách chi tiết về khách hàng vay vốn. Bước 6. Phân tích cụ thể phương án kinh doanh. Bước 7. Chấm điểm và xếp hạng tín dụng của khách hàng, sau đó ra quyết định tín dụng và tiến hành giải ngân khoản vay. Quy trình vay thế chấp tại ngân hàng HD Bank sẽ diễn ra từ 1 cho đến 3 ngày, phụ thuộc vào mức độ phức tạp của khoản vay và độ chính xác của thông tin mà khách hàng cung cấp. Lãi suất vay vốn tại ngân hàng HD Bank mới nhất năm 2023. Lãi suất vay tín chấp tại HD Bank. Tùy vào sản phẩm vay vốn tín chấp của khách hàng mà mức lãi suất vay có sự khác nhau. Đối với những khách hàng vay tín chấp tiêu dùng, mức lãi suất là 24% trên một năm. Đối với những khách hàng có thẻ tín dụng tại ngân hàng HD Bank, thì mức lãi suất chỉ còn 13% trên một năm.
hạn mức để vay tín chấp tối đa tại HD Bank thì lên đến 500 triệu đồng. Thời hạn vay thì kéo dài từ 12 cho đến 36 tháng. Lãi suất vay thế chấp tại HD Bank. Lãi suất vay thế chấp ở HD Bank ở mức 8% trên 1 năm, thấp hơn nhiều so với hình thức vay tín chấp, thấp hơn so với mức lãi suất của các ngân hàng khác ở cùng với gói vay. Đối với khách hàng vay thế chấp tại ngân hàng HD Bank sẽ được ngân hàng hỗ trợ từ 80 cho đến 100% giá trị tài sản thế chấp. Thời hạn vay tối đa có thể lên đến là 25 năm. Trên đây là những thông tin về quy trình, thủ tục, lãi suất vay vốn tại ngân hàng HD Bank. Mong rằng qua video này giúp ích được cho bạn trong việc tìm hiểu và cân nhắc thật là kỹ lưỡng trước khi thực hiện vay vốn các bạn nhé. Đến đây video chúng mình cũng xin phép được khép lại. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video này. Đừng quên nhấn like, share và đăng ký ủng hộ kênh để nhận thêm nhiều video mới nhé. Còn bây giờ thì xin chào, hẹn gặp lại các bạn trong video ngày mai nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này của Blog Khởi Nghiệp. Hãy nhấn like, share và đăng ký kênh để nhận được những thông tin hữu ích nhé.